bữa nay bữa 21 đồng đi khu chợ miền Trung mới về đi Cao Nguyên cảnh Đắk Lắk nè quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một chút mơ dài đến đâu cũng hướng một đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cửa Phật không dài vừa chung lần con nhật phán đừng mang câu đàm tiếng giữ sao tròn đạo nghĩa mới không lòng sắc son lam xanh lại ngàn vàng có mưa được những ngày đầy đêm đường xa mới nhỏ biết tài người đi lúc nguy nan tương bằng kẻ vô lắm người mượn kê ấy dung thân nên thở xưa trời sắp cuộc phong thần dịp kẻ quấy lọc lừa dân lương thiền mong tạo quá sắp xong tồn có điện đằng nhân sanh kiên cảnh thấy bình quang ngỏ lời khuyên nhân loại khắp bơ gần xa ráng tu tận hưởng đời chung cực lạc giàu sang lắm kẻ vô nghề công nhận ở đây đẹp thiệt các ta như Đà Lạt vậy đó ha anh chẳng để Phật thần suy vô làm quấy nghiệp chẳng cải mang quá đẹp rồi vì ở đây như Đà Lạt cái Đắk Lắk nè cái đúng giống Đà Lạt mà phải không Đắk Lắk nè lòng người thương chấm hò lỡ làng cầu trời Phật độ tiêu tai cứu trong thiên hạ đạo khai khắp trời Nam Mô A Di Đà chẳng nhắc dài tô này không phải để chơi phu tàm lòng người việc ăn làm không làm lo đạo sắc phàm đoá giống bạc muôn giàu có chẳng trong hát thời cũng nắm tay không làm gì thiền tu trì xác dầu nhập địa hồn tùy tây phương sanh lai duyên cái quen phải tu lập hầu tây phương trở về dương thế phân lìa mê chẳng lòng ngờ thết về âm mơ cung hạ giới sự cái vị cung kính cổ kim mơ độ đời cung trung cung
hiếu cò trời, lục lễ thổ nghĩa Phật trời chứng tri. Nhân thiện nhân tất cùng chi, nhân ác thiên tất Phật đang ở lại rặt dòng, người nào khác giả khác lòng bỏ rơi. Người chê tôi đặt nói chơi, người phàm sao biết đặt nơi việc trời. Lòng nao Phật trời khổ thân chỉ cách lễ. Công nhận như đẹp đi Đà Lạt đi ha. Hai bên thông không? Ở trên núi ông mình cũng trồng thông được đó, mà thấy ở trên không thấy trồng nhiều. Gian nan bất gặp thông nãy hả? Khác qua mùa mưa á, hết sức thông à. Lại nói thấp nói cao, đồng tiền thời đang khỏi lao đời này. Trái kiếp ba bọn đi tỏa bài, người quê nói dài lời này nói nghe. Đồng ba tân nỡ sống quá đời cho người quê. Người còn phải nói việc quê, ai mà giỏi mấy tu tay không cầu. Mấy cái cây đứng gió này sao mà nó đứng lại sao không vậy, sao có điện? Nó chưa hỏi khá bước nó gài lại à, nó chưa có quà điện thì nó đâu có cho quay. Chứ nghĩ trên đó là nó phải quay lại anh, mà sao nó đứng chặt lại dòng câu lời có chỉnh được cái dòng quay nó khỏi thì mới nghe bóng cây không gốc không ngọn có hai lên trời. Chiến lâm cơ nghiệp cao dồi, mình hôn thần quê rồi trái qua. Nói rằng thiền đạo đạt em tử tâm từng phục hàm quán mỗi cuộc sống rồi. Có đất có dầu em hồi, có cầm cầm ca có rồi vừa. Công nhận mấy cái
cái gió này công nhận kìa, nó quật cái đó nó quay thì cái đó nó phải không, nó quay kìa, có chất cảnh quả mọi người. Dạ, nó chỉ quay là quay dữ lắm mà. Dẫn đường mà này quá đẹp. Em quá ở trong mình dân đi về mà làm không có đẹp. Cái đó có người đứng đó. Cái có người đứng đó. Đó là bà ấy là được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bất quy chẳng sờn nơi phân nam trào quân chánh dân âm chừng nào gặp hỏi tới gì trăm cây em hoàng tuyến đại lượng hải hà hà sanh dân chúc bắc hòa tuyến tây hai nói cái chùa gì ta chùa Diệu Hai nào ở xây công quá là dương gian làm ghê luôn nào hay bắt chùa gian nam không kêu kêu việc định vị coi việc định vị chùa gì anh ơi nãy chùa định vị chùa toàn nói em định vị coi đâu còn để lại cõi trần tỏ phân khổ nghĩa giữ diện mừng à, đây ba cái cà phê không có bông như đằng kia anh đằng kia nãy bông hết sức bông á thấy còn sâu rồi đúng rồi ban đêm chắc không dám đi quá Trường Minh Thành ai có khó đi hả dạ anh tài xế kìa à, Trường Minh Thành ngay thành phố lại cô 103 cây còn 103 cây nè dạ dạ bông cà phê trắng hết trơn các bạn hết sức bông cà phê đẹp rồi thôi mà chung cầu với anh hả chung với bông trà đó giờ thấy bông trà giờ chưa đó bông trà nó cũng giống cà phê không có đi đợt này chúng mày đặt chỗ bông chứ không có trước trái không à trái thì biết Oh,
cầu thi nguyện chuyện
di thành tâm. Tứ tam chánh đành mê chớ lầm, từ bi chậu đứng nằm chớ người ta chồng đắp xuống lầu đá cùng 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 thành ơi nhà có anh chị anh không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.